chú chè bông xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu với cả nhà một số cái giống mai dảo nè, mai cúc giá rất là hữu nghị, đồng giá là 80.000 một cây nha cả nhà. Cây nói chung là rất là đẹp luôn. Cây này ghép thì từ tầm khoảng 6 đến 7 tháng hết rồi. Thì lần lượt em sẽ giới thiệu một số mai giống trong vườn của em nha. Đầu tiên đó chính là cúc Tân Châu. Cúc Tân Châu thì còn gọi là cúc 24 đến 36 á cả nhà. Loại này bông chùm hoa rất là đẹp và nở rất là lâu tàn nha. Đặc trưng của nó là không rụng nụ nha cả nhà. Cây cao là khoảng 2 tấc đến 2 tấc mấy của em hết rồi. Thì cái này về chúng ta cũng có thể lấy bao liền được. Và đặc biệt là nó đang ra một cái cơi đọt nữa nè cả nhà. Cây rất là tốt nha. Chúng ta nuôi mai thì thường nên bấm ngọn nha cả nhà. Bấm cái ngọn như thế này để cho những cái nách lá như thế này nó nhảy ra nhiều nhánh nữa. Thì cây như vậy nó mới xum xuê nha cả nhà. Đó đây, nó hàng này nó đang ra thêm một cơi đọt. Cây rất là khỏe, rất là tốt luôn. Giá chỉ có 80.000 đồng một cây nha. Và bên vườn em, nếu mà lấy 3 cây thôi là chúng em cũng đã bao ship rồi. Và đặc biệt là nếu mà lấy 10 cây thì bên em sẽ tặng một đủ loại hết. Đúng 10 cây thì em sẽ tặng một cây nha cả nhà. Rồi và bên hàng bên đây nhé cả nhà. Hàng bên đây chính là cúc 2 tầng của Quỳnh Tấn Phát đây. 2 tầng rất là đẹp luôn nha. 2 tầng Quỳnh Gia đây cả nhà. Thì cây cao chắc khoảng tấc mấy đến 2 tấc á. Thì đồng giá 80.000 một cây luôn nha cả nhà. 80.000 một cây luôn. 3 cây như thế này thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta. Đặc biệt là cái lô này nó đang ra nách đọt rất là đẹp luôn nè. Đó. Cây nó rất là không có cao nhưng mà dạng 2 tầng ấy, thường thì cái bông nó khít cho nên là cái mắt lá nó rất là nhạt cả nhà. Nhìn nè, cả nhà nhìn thấy cái cây ha. Đó, vậy 80.000 đồng một cây nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship. Cây chắc khoảng tấc mấy đến 2 tấc nha cả nhà. Đó. 80.000 một cây luôn. Cúc 2 tầng cũng 80.000 luôn nha. Và hàng bên đây chính là hàng dảo lai cả nhà. Dảo lai bông chùm ha. Loại này thì 8 đến 12 cánh, bông chùm bông thơm nha. Hồi Tết thì em cũng có giới thiệu với cả nhà một cái cây mai mà em lãi lá á cả nhà. Thì đặc biệt là cái hoa của nó ra bông rất là đẹp, hình parabol bông chùm và em thấy cái mùi thơm nó rất là thơm luôn ha. Thì loại dảo lai này em cũng bán với giá là 80.000 đồng một cây nha. 80.000 đồng một cây. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship cho chúng ta. Cây cao tụng khoảng 2 tấc đến 2 tấc mấy nha cả nhà. Đó là chính là giống dảo lai thơm nha. Đồng giá 80.000 một cây. Rồi và tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây thì chính là cái hàng dảo cam. Thì chúng ta nếu mà muốn thay đổi một cái màu ở trong vườn á cả nhà thì nên sưu tầm thêm một cái giống, đó chính là dảo cam. Thì loại này là màu cam của cà rốt nha. Nó bông nó 8 đến 12 cánh nha cả nhà. Cây cao khoảng 2 tấc mấy đi lên á. Nó đây, 2 tấc mấy đi lên. Dảo cam này thì giá cũng 80.000 một cây luôn nha. Nói chung là giá rất là hữu nghị rồi cả nhà. Chỉ có 80.000 thôi. Và đồng thời 3 cây thì bên em cũng bao xíu cho chúng ta luôn ha. 80.000 một cây nha. Đây chính là giống dảo cam. Và tiếp tục hàng bên đây cả nhà. Hàng bên đây chính là cái giống cúc thọ hương nha. Thì cúc thọ hương nói chung là nó đã là một cái giống hot rồi. Nó có một cái ưu điểm đó là vừa dễ chăm nè, vừa xử lý hoa. Và đặc biệt hoa của nó là rất là bung chùm chùm luôn. Cái đặc trưng của thọ hương nữa nó chính là cái nhị nó rất là lâu rụng cả nhà. Ví dụ thường các loại mai kia cái nhị nó rụng rất là nhanh, nhưng mà cái loại này là tới 5 ngày luôn nó chưa rụng nhị nữa. Cho nên là cái hương thơm của cúc thọ hương nó được giữ lâu ha. Đó chính là cúc thọ hương này, cây khoảng 2 tấc đến 2 tấc mấy như thế này. Thì giá cũng chỉ có 80.000 một cây thôi cả nhà. Cái này giờ chúng ta cũng lấy bo được ít nha. Lấy được một cây cũng tầm khoảng vài bo ha. Rồi số lượng thì cũng được vài trăm cây mỗi loại ha cả nhà. Đó, giá thì cũng 80.000 luôn. Cúc thọ hương nha. Rồi, hàng bên đây chính là hàng cúc bi cả nhà. Cúc bi hay còn gọi là cúc tiên sinh á. Thì loại này á, thì cây cao cũng khoảng một gang tay của em luôn. Thì giá cũng chỉ có 80.000 luôn cả nhà. Đồng giá 80.000 một cây nha. Hãy ghé cái shop của em lựa chọn ha. Nói chung loại nào cũng giá 80.000 luôn nha. Rồi hàng bên đây cả nhà, hàng bên đây chính là hàng bạch mai miến điện nha. Bạch mai miến điện thì loại này á, thì bạch mai thì nó là bông trắng cả nhà. Bông trắng nha, cây thì nó như thế này nha. Đó, cái lá thì nó cẩm thạch ha, bông thì trắng. Thì loại này giá thì cũng 80.000 một cây luôn nha cả nhà. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn nha. Đó, đây là bạch mai miến điện nha cả nhà. 80.000 một cây luôn nha.
Rồi tiếp tục một cái giống mai bên cái vườn mai của em nữa. Đó chính là hàng cúc VIP cả nhà. Cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ. Thì loại này bông của nó phùng y như một cái hoa hồng luôn ha. Hoa của nó thì cũng rất là lâu tàn. Hồi Tết thì em có chưng một cái cây thì tầm khoảng 7 ngày nó em vẫn thấy nó còn cả nhà. Đó. Và đặc tính của cây này rất là mập nha. Cả nhà nhìn thấy nè. Cái này mập cộng mập nè. Đó, về chúng ta có thể lấy bo được liền luôn. Loại này thì cũng giá 80 ngàn một cây nha. Rễ thì khỏi phải giới thiệu nữa. Bên vườn mai nhà em lô này, lô nào nó cũng đã xử lý rễ hết rồi nha cả nhà. Cây nào cũng có quấn đế hết. Đó là cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ nha. Và hàng bên đây cả nhà, hàng bên đây chính là cúc 150. Loại này thì hoa rất là đẹp nha. Cúc 150 hoa rất là đẹp cả nhà. Thì cây nó cũng cao khoảng 2 tấc của em, 2 tấc một gang tay của em thì khoảng 2 tấc á. Giá thì cũng có 80 ngàn một cây thôi nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship và 10 cây thì bên em cũng sẽ tặng một nha cả nhà. Đó, đây là cúc 150 cánh nha. Đây, hoa rất là đẹp nha cả nhà. Rồi, số lượng của em cũng được vài trăm cây ha. Đó. Rồi và tiếp theo nữa cả nhà. Em sẽ đi dài dài vào đây nha. Đây một số giống mai bên em nha. Hàng dảo Phú Tân cả nhà. Dảo Phú Tân thì em có hai loại nha. Một loại hổm gà em giới thiệu với cả nhà là giá là 100 ngàn một cây, là loại liền cốt á. Hình rễ này, rễ kia, rễ trái bí đó, tổ chim á. Thì hôm nay em có một cái loại dảo Phú Tân giá 80 ngàn nha. Cây cao cũng khoảng một gang tay của em nè. Thì cây này về chúng ta có thể lấy bo được liền nha cả nhà. Lấy bo được liền ha. 3 cây thì bên em cũng bao ship, 10 cây thì tặng một ha. Ưu tiên ưu ái cho những ai lấy 10 cây mà tất gồm 10 loại thì chúng ta cũng được tặng một luôn nha. Chứ không phải là lấy một loại nha cả nhà. Đây, đó, đó chính là cái mai giống bên vườn mai của chú chè bông nha. Ai thích loại nào thì xin hãy liên hệ bên em ha. Giá cũng rất là ưu đãi cả nhà. Chỉ có 80 ngàn một cây thôi ha, mà mình có thể chọn được rất là nhiều giống. Ví dụ như cúc bi, cúc VIP, rồi bạch mai, rồi dảo cam, rất là nhiều giống ha. Đặc biệt là có giống cúc 2 tầng của Quỳnh Gia, Quỳnh Tấn Phát thì em cũng để với giá là 80 ngàn một cây luôn ha. Rồi cúc Tân Châu, bông chùm, nói chung là rất là nhiều loại. Ai thích loại nào thì xin hãy liên hệ bên em qua số điện thoại là 039 714 2252 nha cả nhà. Hoặc số điện thoại là 0947 87 3959 thì bên em sẽ chốt đơn và gửi trực tiếp đến nhà, bao phí vận chuyển đến nơi luôn nha. Đó, cúc 2 tầng Quỳnh Gia đây, rất là đẹp luôn nha. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của chú chè bông nha. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ạ.